có biết là trên sân khấu của chúng ta lúc này là những ai không ạ? Là những ai không ạ? Dạ vâng, rất là chính xác. Trên sân khấu của chúng ta lúc này chính là các anh chị Kiểu của nhóm sinh viên Công giáo Hòa Thành. Chúng ta hãy cùng hướng lên sân khấu và giao lưu một chút với họ nhé. Lần đầu tiên chúng con là những anh chị Kiểu của sinh viên Công giáo Hòa Thành xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc cho một đêm thật tốt đẹp. Kính thưa quý công đoàn, kính thưa tất cả các anh chị em sinh viên Công giáo Hòa Thành, các em thân mến. Năm nay anh không nói dài nữa, anh cả nói ngắn gọn. Sinh viên Công giáo Hòa Thành được thành lập với mục đích là giúp nhau trong đức tin, giúp nhau thăng tiến trong học tập. Vậy tuổi thứ 6 chúng ta đã lớn rồi, và hãy nhớ một điều, đó là sinh viên Công giáo Hòa Thành phải học tập tốt và vững tin trong Chúa Giêsu. Một bó hoa và một món quà nho nhỏ xin được gửi tặng đến tất cả các em. Xin được gửi lời cảm ơn đến anh chị. Em luôn ghi nhớ rằng câu nói của anh Ninh của lễ truyền thống năm ngoái đối với một thành viên của Hà Thành: ngày lễ truyền thống không thể về được, đó là một sự thiếu hụt, như việc ngày Tết mà không được về với gia đình của mình. Và năm nay thật tuyệt vời khi ngày Tết của Hà Thành vẫn có sự hiện diện của đông đảo quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã thành lập nên nhóm. Có một nhóm sinh viên Công giáo 6 tuổi bắt đầu trưởng thành và phát triển, bắt đầu bước chập chững bước lớp 1, lớp 2. Nhưng cái điều tuyệt vời rằng chúng em tự tin rằng cái ngọn cuốc, cái truyền thống nhiệt tình, cái tinh thần tuyệt vời đó được anh chị trao có trên đôi tay của chúng em. Và chúng em hứa sẽ góp mỗi cá nhân là một ngọn đóm để cho ngọn đuốc Hà Thành luôn cháy sáng mãi, mãi mãi và mãi mãi. Vâng, và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành với toàn thể các anh chị cựu trong ngày hôm nay để học tập và cùng đồng hành và đưa con thuyền của nhóm sinh viên Hà Thành của chúng ta sẽ vươn xa, vươn cao và vững mạnh trong đức tin hơn nữa.